chỉ cho quán Trường Giang 2 điểm. Tưởng Food Reviewer mới nổi ai dè là gương mặt thân quen. Cái cơm quê mới khó này chỉ có đổ đi, chỉ có đổ đi. Mà là đổ vào mồm tôi ấy, cái mâm cơm này tôi gọi hết gần 1 triệu bạc. Quán đồ ăn vớ vẩn kém chất lượng ấy, họ cho rất là nhiều gia vị. Ăn này béo phì chết luôn. Cá này đáng lẽ phải kho với tôm mỡ mới ngon. Canh người ta ăn để cho mát mà toàn thịt bằm như vậy ăn chẳng có tác dụng gì. Khá là ok, quán nhìn nhà quê phèn quá, 2 điểm. Tôi ăn 5 người hết gần 800 nghìn. Trên mạng xã hội đang rầm rộ lan truyền một đoạn clip review quán cơm quê của Trường Giang nhận về rất nhiều bình luận, mà đa số lại là gây tranh cãi nhiều hơn bởi vì những lời nhận xét trong video mang tính rất công kích. Cụ thể, nam reviewer này mở đầu video với những lời nói chê bài để giật tít câu view. Nào là những món ăn này chỉ xứng đáng đổ đi, sau đó kèm câu đổ vào mồm mình để pha trò nhưng cũng chẳng hề tạo được tiếng cười. Và sau câu nói này là một loạt các câu chê về không gian quán, như quán có camera để giám sát an ninh cũng như là lỡ có xảy ra vấn đề gì mất đồ thì còn có camera để xử lý sự cố. Vậy mà nam thanh niên này lại nói camera theo dõi anh chàng ăn cơm bị mất tự nhiên, không có tính riêng tư. Đã vậy, việc một quán cơm quê sử dụng những dụng cụ hay chén bát xong nồi là các dụng cụ ngày xưa để gợi kỷ niệm thì anh chàng này lại nói là phèn. Cái quán này nó nằm cạnh đường lớn rất là nguy hiểm, đang ăn lớp xe tải đâm sập quán là to. Quán thì to mà không có bãi để xe, ngoài đường này rất dễ mất. Không gian quán nhìn rất nhà quê, nhìn rất là phèn. Nhà quê mà lại có máy lạnh, có cả quạt nữa. Nói chung món ở đây đều trên 100 nghìn. Tính ra nếu mà cơm ở quê thật thì giá khoảng vài chục ngàn thôi. Đang ngồi ăn có bị cam theo dõi, mất hết riêng tư, đồ ăn để trong cổ đất nhìn rất là phèn. Chưa kể anh chàng còn đi so sánh giá của các món ăn trong quán với lại giá của các món này ngoài chợ hoặc ở nhà nấu. Nói vậy thì chắc Trường Giang phải đề bảng nguyên liệu có sẵn, mời tự nấu tự phục vụ quá. Chứ tiền mặt bằng, điện, nước, nhân viên lấy chi phí đâu trả ta. Hai cái thố cơm 90 ngàn, gạo này ngoài chợ chỉ tầm 2 ngàn. Cá bớp kho tộ này là 185 ngàn, ngoài chợ chỉ tầm 18 ngàn thôi. Tộ gà kho xả mét xíu mà 145 ngàn, ngoài siêu thị chưa đến 45 ngàn. Dĩa thịt luộc này là 105 ngàn, ngoài chợ chỉ tầm 20 ngàn. Dĩa cà tím mỡ hành này mà 55 ngàn, ngoài chợ chỉ tầm 5 ngàn thôi. Rau muống xào tỏi này mà 55 ngàn. Chưa kể đến chuyện ăn bị nóng quá hay chuyện mắm mặn và có mùi nồng, anh chàng cũng chê vì đây là lẽ dĩ nhiên và đặc trưng của món ăn rồi. Mắm nêm này mùi nó rất là thúi như là mắm tôm ấy, khá là nhiều mỡ hành nha. Chấm vô cái mắm nêm này các bạn, nó rất là nóng, vị cũng khá là vừa đấy, kiểu mềm mà nó không có bị hăng của cà tím. Mỡ hành này rất là béo, gà đây ấy, còn nguyên xương luôn. Sau khi chê một lượt thì anh chàng cũng có khen vài câu, nhưng dường như những câu khen nó chẳng thể bù đắp được gì nhiều cho những câu chê trước đó. Cái kết, anh chàng còn đánh giá cho quán Trường Giang có 2 điểm thôi. Nhiều người đã lên tiếng phản bác lại nam thanh niên review này, trong đó còn có cô gái có dâu. Đã từng bị bộ phong sát trên mạng xã hội và từng bị công an gọi lên làm việc, mà tại sao bây giờ họ vẫn tạo kênh, vẫn đi kiếm tiền, view rất cao. Cái quán ăn các bạn ăn không hợp khẩu vị của các bạn, ăn không hợp khẩu vị của cá nhân, đừng có kéo theo người khác làm cái gì. Mỗi người có một cái khẩu vị riêng. Và mình đã học qua cái trường lớp ẩm thực chưa? Những bạn là làm reviewer đó, chuyên môn ẩm thực không có. Chuyên môn không có thì mình làm ơn làm phước á, mình đừng có tạo nghiệp cho người khác nữa. Tưởng anh chàng này là người xa lạ nào, nhưng hóa ra cậu bạn lại từng là người đã từng làm nội dung về phân biệt vùng miền gây tranh cãi. Đây, tôi thì cũng ở Đà Lạt, tiếp xúc thường xuyên với người miền Trung, thì tôi cũng công nhận người miền Trung họ rất là keo kiệt và bủn xỉn. Sau đó còn bị cơ quan chức năng mời lên làm việc vì những nội dung không đúng. Đã vậy còn làm ảnh hưởng đến những người bị anh cắt ghép câu nói nhằm giật tít câu like, câu view. Dường như anh chàng vẫn chưa có sự thay đổi nào nhiều sau sự việc đó mà vẫn tiếp tục đi theo hướng content gây tranh cãi. Bạn cảm nhận như thế nào về phong cách review của anh chàng này? Cùng chia sẻ nhé!